Ốc là hải sản phổ biến ở các vùng biển và các món ăn chế biến từ ốc cũng được rất nhiều người yêu thích. Tôi có thể dễ dàng tìm được những quán ốc ngon ở đảo Cô Tô, đặc biệt là những quán ở ven biển. Và tôi còn được biết Cô Tô là vùng biển mà loại ốc móng tay sinh sống. Nước biển ở nơi đây không mặn bằng nơi khác, cho nên ốc móng tay ở đây rất ngon. Ốc móng tay có hình dạng bề ngoài giống như là cái móng tay, nhất là móng tay của nghệ sĩ, vừa thon lại vừa dài. Có lẽ chính vì như vậy mà người ta gọi nó là ốc móng tay. Vị ngọt ngon, bùi bùi, giòn giòn dai dai, cộng thêm chút gia vị đặc trưng làm cho những món ăn từ ốc này trở nên vô cùng hấp dẫn. Thực sự là sau khi thưởng thức con ốc móng tay này xong ấy, thì tôi vẫn luôn có thắc mắc đó là con ốc móng tay này sống ở đâu và làm sao để người ngư dân bắt được nó lên. Chứ em nghe nói là con ốc móng tay khi ở dưới biển thì nó cứ đứng thẳng lên này ạ? Đúng rồi, dưới biển nó đứng như thế này, đứng thẳng như này. Người ta phải đi ra khơi người ta mới lặn được, mà nó phải sâu phải tầm 20 mét nước người ta phải lặn xuống. Tức là để mà bắt được một con ốc móng tay này cũng phải rất là tốn rất là nhiều công sức. Và đảo Cô Tô là món móng tay là đặc sản nhất. Thường thì ốc móng tay khi được khai thác vào từ tháng 5 đến tháng 7 sẽ cho vị ngọt và ngon nhất. Cho nên các bạn hãy đến đây ngay để thưởng thức món ốc móng tay này đi, không là sẽ tiếc đấy. SLC Group, nhà đầu tư và phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.